Hello, xin chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang trang bị em pet, đó chính là kỳ lân. Trời mãi anh Long rồi, chuyển sang kỳ lân tí cho nó đổi gió các bạn ạ. Còn bây giờ thì mình sẽ đi nặn hồn phát đầu tiên đối với em ứng long để xem là những cái chỉ số thuộc tính của nó thay đổi như thế nào và sẽ có lưu ý gì cho cái việc nặn hồn này nha các bạn ơi. Ok, trong cái phần nặn hồn của mình thì đã đủ 22 cái bông hoa vàng này rồi. Thì ở trong cái sự kiện yêu linh bảo tháp này các bạn này, thì chúng ta cũng có thể là sở hữu được những cái bông hoa vàng này các bạn nhé. Cái sự kiện này thì cũng khá là đơn giản, mình sẽ giới thiệu qua luôn cho những bạn nào là tân thủ mới chơi game để có thể nắm bắt được rõ hơn nha. Các bạn có thể nhìn thấy cái tháp này là có 5 tầng. Mỗi một tầng thì chúng ta đều có những cái ô phần thưởng các bạn nhé. Và ô phần thưởng đấy thì chúng ta phải cần cái lệnh bài này để có thể là rút thưởng. Nếu như các bạn mà cứ rút vào đúng cái bông hoa này, đây hình cái đồng xu này, đấy thì nó sẽ lên luôn. Còn nếu như các bạn ấn vào đây này, 1, 2, 3, 4 chẳng hạn, thì nó cứ nhận được phần thưởng thôi nhưng mà nó chưa lên được tầng ngay. Và trước khi các bạn rút thưởng thì chúng ta chắc chắn phải lựa chọn cái phần quà ở tầng cuối cùng mà các bạn muốn lấy. Như các bạn có thể thấy là ở vòng 4 ấy, thì chúng ta sẽ có thêm một cái dương linh thú cam tùy chọn các bạn ơi. Tương tự như thế thì vòng 6, vòng 8, vòng 12, vòng 20. Càng chơi được nhiều vòng thì chúng ta sẽ có càng những dương xịn. Thế làm nào để chúng ta có thể kiếm được cái thẻ này? Thì ở trong cái phần nhiệm vụ đây là chúng ta cứ follow thôi. Đấy là chúng ta cũng có rất là nhiều thẻ rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thể nạp. Cực kỳ là easy nha các bạn. Và sau khi chúng ta đi được càng nhiều tầng thì chúng ta sẽ có những cái điểm này này các bạn này. Đấy các bạn thấy chưa? Thì dùng để mua hoa nặn hồn là rất ok các bạn nhá. Chính vì vậy mà mình cũng đã mua đủ hoa nặn hồn để nặn phát đầu tiên cho em ứng long của mình nha. Rồi giờ thì mình sẽ nặn luôn xem được cái gì nha. Pew! Rồi, tăng sát thương quế lên được 2% các bạn ạ. Thì thực ra là nó cũng không có thay đổi gì nhiều lắm đâu, bởi vì là bản chất phải lên được bậc 5 chúng ta mới có thể gây ra được thêm nhiều sát thương hơn các bạn nhá. Đây, bậc 5 có 50% xác suất gây ra 490% sát thương. Tức là bình thường ấy, em ứng long của mình cạp một phát thì gây ra 350% công. Tuy nhiên sau khi lên được nặn hồn bậc 5 thì chúng ta có cái tỷ lệ là đánh 50-50. Có phát nó nảy ra gọi là 490% sát thương, tức là sát thương bùng nổ hơn rất là nhiều. Và nếu như chúng ta nâng cấp và lên level 100 nữa thì mình đảm bảo luôn là chỗ này nó phải lên tầm 700% sát thương các bạn ạ. Vậy cho nên có một phần lưu ý cực kỳ quan trọng ở phần này, bởi vì là sao? Nếu như những em pet của các bạn cái dòng thuộc tính này nó chưa ngon thì các bạn nhớ kiếm một em nào đó dòng thật là ngon. Sau đấy thì các bạn nếu như đủ hoa nặn hồn lên bậc 5 luôn á thì chúng ta nặn hồn một thẻ các bạn nhá. Còn nếu như các bạn nặn hồn một lần giống như mình vào những cái con mà cái dòng này của nó không ngon thì khi cài lại chúng ta sẽ bị mất 700 tiền ngọc. Và sau này khi chúng ta muốn nâng con pet mới cái dòng xịn sò hơn thì chúng ta bắt buộc phải cài lại cái con linh thú này thì nó mới trả lại hoa nạn hồn 100% luôn. Nhưng tiên ngọc của chúng ta sẽ mất đi 700. Và như các bạn có thể thấy thì để làm được cái video này một cách trực quan thì mình đã hy sinh 700 tiên ngọc. Để các bạn đừng tiếc gì một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu như các bạn là một người mới thì có thể xem thêm series hướng dẫn tân thủ tiểu yêu tầm đạo ngay trên màn hình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.